Rồi. Ok. Giờ mình sẽ để cái này ở đây. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nè. Đầu tiên thì mình sẽ xem qua cái Rule of the King của cái tuần mới nhất. Tại thường á là những tuần mới nhất nó sẽ có nhiều cái lắm. Đầu tiên là mình có Fighting Snake Eye, Sinful Sea Boy Snake Eye này. Mình có Snake Eye thuần này. Mình có Tenpai Dragon này. Tenpai Dragon Boyless Boy Branded vẫn còn này. Code Talker Mad Max vẫn còn này. Chimera này, Runic này. Còn ở dưới thì mình quá trời những deck khác nhau luôn. Nè, Grass Sinful Sea Boy Snake Eye Infernoid nè. Ông viết tắt đi chưa? Thật ra là có sẽ có hai kiểu chơi cho Infernoid. Một cái là Infernoid kiểu này là Sinful Sea Boy Snake Eye Infernoid, hoặc là viết tắt là Snake Eye Infernoid cộng cỏ. Đó. Còn cái thứ hai á là sẽ là Infernoid thuần luôn. Tức là Infernoid thuần luôn á là các bạn kiểu như Infernoid truyền thống đi sau 60 Reasoning Motagay cái kiểu á. Thì bây giờ nó sẽ chơi thêm hai cái Bell Fusion nữa. Một là Chimera Fusion là nó quick play. Hai á là Dog Fusion, tại vì con triệu hồi ra là con Phin và cái spell đó cho cái con được triệu hồi ra không bị target. Đó. Thì nó sẽ chơi thêm hai loại nữa. Còn lại là Ezebon, cái phiên bản mà 2-3 năm trước mình chơi. Không còn 2-3 năm trước nữa, mới năm ngoái à. Tức là phiên bản cũ của cỏ á. Đó, hiểu không? Quên là cũng 3.500 thôi. Em nghe nói bên OCG có cái Akitai Melodious ổn lắm. Melodious đó hả? Melodious thì chưa thấy nhiều người chơi. Thật ra là tầm nó thì nó cũng xem với Infernoid ở cái rank là một deck chơi được, thắng được. Nhưng mà điểm yếu thì có. Đó, cho nên là đó là do tại sao mà nha. Yeah. Còn nếu các bạn thích thì đây đó là một deck mà các bạn có thể chơi được support mới vui, đẹp. Chơi pure ổn hơn hay mix ổn hơn hả? À, em đang nói Infernoid hay là Melodious? Melodious thì anh không có nhiều dữ liệu, còn Infernoid thì không biết là sau tháng 4 này phiên bản nào ổn hơn, hiểu không? Tại vì lát nữa là mình sẽ có. Còn Novox thì sao? Còn một Novox là Bullet Boy hả? Đây nè, Bullet Boy nè. Đó, Bullet Boy thì nghi làm vô ban lý lắm nha. Nghi lắm á. Rồi. Bây giờ meta của chúng ta sẽ có cái gì? Meta chúng ta sẽ có Viking. Chính xác là Snake Eye Viking. Chứ không có nào chơi Viking thuần hết á. Snake Eye thuần. Tenpai Dragon. Wallace Boy. Bốn deck này, Branded thật ra là giờ chả biết hit gì nữa. Rồi. Ở đây á, bây giờ mình sẽ xét đầu tiên cho Viking nè. Viking thì chắc chắn là Viking xét ai rồi. Thì engine của nó có gì? Có một con Viking bự ở đây, ba con Kirin. Bốn. Nhớ còn Avatar, một con Phoenix là 5, là 6 Monster chỗ này. Với một cái view, một kinh tì, một bell bắn, 9 kẹt. Nhục chưa? Viking, nhưng mà chơi có 9 kẹt Viking. Ừ, Tenpai là meta. Biết tại sao meta không? Lát nữa nói. Đây. 9 kẹt, trong khi đó cả mười mấy kẹt này là engine nè. Engine của Snake Eye này, một đống và 9 hand trap này, 12 hand trap này, hai chỉ tay một chỉ kiếm nè, hai cái quạt nè, ba cái bonfire này. À và nhắc luôn là bonfire sẽ được reprint. Đó. Extra thì cơ bản rồi. Trời. Rồi Snake Eye thuần. Snake Eye thuần giờ chơi thêm cả cái Paleo Exit nữa hả? Đây ba kẹt này nè.
để nó đi exit rank 4. À đây, để nó exit rank 4 là cái này, để nó search một con pyro, để nó search cái populous. Cũng xàm thế thiệt chứ. Ok, cô biết lý do tại sao anh exit. Rồi, đây, còn đối với các bạn nào mà thắc mắc tại sao tên Paragon nó lên, đây là lý do. Đây. 10 giờ có Blitz hả? Không. 9 giờ 7 giờ tối ngày 24 tháng 3 là sẽ có Blitz nha. 7 giờ tối ngày 24 tháng 3. Rắn thuần mạnh hơn rắn mix. Rắn thuần là tại biết sao rắn thuần mạnh hơn rắn mix không? Tại vì rắn nào thì cũng là combo cơ bản hết. Combo kiểu đó hết, nhưng mà rắn mix em nhiều hơn cháp hơn. Rắn mix em nhiều hơn cháp hơn. Còn thật ra là rắn Viking là rắn mạnh nhất. Đây, chứng minh đây là Viking mượn nhất là Snake Eye đứng sau này. Tại rắn Viking nó sẽ giải quyết một số em có coi như là rắn mix với Viking. Thì coi như Viking là một engine đi. À, không phải engine nữa, là coi như là đồ giải quyết đi. Chứ cả hai deck này đều điểm chung với nhau là đều vận hành trên Snake Eye là chính luôn. Còn quay lại với Ten Paragon, đây các bạn nhìn thấy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 2 hand trap. Dài cạt bộ, chọn bo. Trời ơi nó còn, đây để mình chỉnh cái này qua bên nè, đó. Mà nó còn tuyệt vọng hơn mình. Đúng nghĩa luôn. Shifter Maxi. Đây đó, thấy không? Đó, deck Ten Paragon của các bạn đó. Đúng rồi, deck Go Second, deck này hoạt động dựa trên Battlefield. Hoạt động trên Battlefield cho nên nó thuần sẽ thuần đi sau. Và đi trước của nó đây. Đó, Shifter này, đi video này. Maxi này. Wabo thì Super Bully này. Những càng trong đây đó, hai càng để Super Bully, còn lại là để Synchro này. Nó là rồng cho nên có Heroic Seal này. Rồi đó, nhìn sai deck nó không? Cực đoan chưa? Tao đi trước. Vô main phase 1, bùm. Cặp này. Không ai được nổi một vết sâu. Đó. Rồi, Boiler's Void thì cũng cơ bản như là tất cả các Boiler's Void khác trên toàn thế giới chơi có một kiểu build à. Đây, chơi như đây à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô Blitz. Đầu tiên là Forbidden. Trời, tôi còn chả biết bán gì nữa. Tại vì thật ra cái này nó nằm vấn đề chỗ này nè. Là cái này làm đồ rắn được. Rồng rắn thì cũng phải lên mây. Tính ra là format rồng rắn lên mây ấy các bạn. Nè, rồng nè, xong con mấy con mắt rắn nè, đây con rồng nè, rồi Viking cũng là gọi là quyên nghiệp beat đúng không? Beat warrior, quyên nghiệp beat. Dạ, cũng rồng rắn lên mây, xong lên được mây nè, Bullet Boy nè, là mấy thiên thần gì đó nè, đó. Cầu nguyện cho chúa trời rồi thì nữa. Rồi, trở lại, ok, giờ Forbidden. Forbidden thì nhắc lại một lần nữa, thật ra thì trong tất cả các deck này mình không biết là mình nên ba cái gì. Tại vì đơn giản là ban thì lại quá nặng. Hiểu không? Cho nên là hiện tại ban thì mình để yên, coi như không ban. Nhưng mà limit sẽ nhiều nè. Ban xuân thì cái gì chẳng maxi hằng ơi. Ban luôn maxi không? Mình ban luôn maxi không? Mà mình ba luôn bác sĩ thì lấy gì chặn mấy đứa này? Ban hết không? Rồi, Forbidden thì tạm thời để trống nha. Ok, chúng ta sẽ walk around cái này chút xíu. Rồi, limit. Thì đầu tiên, thứ mà mình limit rất tiếc. Wanted Simple Smoy. Mình biết ở đây cho các bạn hiểu là cái bell nào ha. Là bell quick play á, bell quick play sợ đi bell star. Và
Snake Eye Populous hay hay còn gọi là Poplar. Ba đứa này đi mệt. Bọn Konami mới còn bắt đủ được cho chắc không cạo Nabi Ban. Đó, thì ba cạc này hợp lý nhất. Tính ra là cái engine Sinfos, cái engine mắt rắn này á là đã xuất hiện 3 mùa rồi. 3 mùa là 9 tháng rồi các bạn. Cho nên mình nghĩ là thời điểm hợp lý để limit của nó rồi. Đây là thời điểm hợp lý để limit ba đứa này rồi. À. Đấy, cho nên là tại vì cả thật ra là mình sẽ không cắt hoàn toàn, tại vì sẽ cắt cái này nè, 3 thành 1 nè, 2 thành 1 nè. Tại sao là 1? Tại sao là con này 1 á? Bởi vì một điều á là Poplar thường là các bạn sẽ ả nó lên tay nó mới nháy. Thì cái việc mà limit Poplar để dành cho trường để hit consistency thôi. Và để dành cho trong cái trường hợp là các bạn roll chúng Poplar, các bạn không search được Poplar nữa. À. Còn cái chuyện là tại sao mà Rivasa có bị limit luôn mà người ta chơi 1. Đây. Là tại vì nếu như wanted 1 thì người ta có quyền chơi Devil Star 3. Không vấn đề. Hiểu không? Nó giống như là tại vì không Devil Star là kẻ không rip. Devil Star là kẻ không rip. Devil Star là kẻ không rip. Cho nên là các bạn có cầm 1, cầm 2, cầm 3 cũng được. Cho nên là nó kiểu như là hiện tại nó xài 4 copy nè. Và dù limit này không á thì cũng còn 4 copy. Cho nên là mình đang nghĩ là nếu mà Konami nó đang muốn hit cái này, nó sẽ hit tất cả 3 này xuống 1 luôn để cho combo direct đi nhiều nữa. Đó, 5 của lửa nó hơi nhiều rồi. Ok, 3 cạc này sẽ đi kèm với các bạn biết mình sẽ limit hit tiếp cái gì không? Mình sẽ tiếp Bullet Boy. Mình sẽ tiếp Bullet Boy ở cái đoạn này. Đố các bạn là mình sẽ hit cái gì? Đố các bạn sẽ hit cái gì trong cái đống này? Cho xin biết comment đây. Đố các bạn là mình sẽ hit cái gì? Đố các bạn là cái gì trong cái này sẽ quan trọng để hit? Nói luôn ha. Sapphira. Engine, mình đã nói engine. Giat. Trời ơi, mấy ông này thiệt chứ. Sapphira. Con này là cái con mà đây nè, con Sapphira này nè. Con này nè. Starter chưa normal. Mình đang phân vân giữa cái này với Kanti. Cái Kanti spell này. Để coi cái Kanti spell này tên gì cái. Boy spell trap. Barrier à. Ballless Void Barrier. Hai đứa này hit vậy có chết đấy không ta? Đó là con không quan trọng nhất để hit nên hit gì á? Không, mình để cho cái cạc đó là nếu deck không chơi được thì nó cũng không chơi luôn. Nó là cạc thua thôi, là con lo hay là hit lo nhỉ. Giữa bây giờ nha,
giữa lo, hay còn gọi là Novox đi ha. Mình Konami TCG làm tên chi tên ngu đần quá. Một là Novox, Barrier, Saphira. Hai trong số ba đứa này phải bị limit. Mai em thi hả? Chúc em thi tốt nha. Ok, bye 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 bye. Trong ba đứa này, hai đứa sẽ phải bị hit. Thì cái con này nè, bây giờ nghĩ lại nha, con này sệt, con này sệt, con này cũng sệt, ba gạt sệt. Nhưng con này là thêm một cái nữa, nó là toàn bộ tribute, nó tự kéo lại, nó cần thiết hơn cả ba đứa này. Nếu mà các bạn tính trong try brigade á, thì con này không khác gì phát đồ. Con này chắc chắn là cái bèo sệt là 4 rồi. Và con này không khác gì kit. Giờ không lẽ như là con này bị semi lim xong hang này thả thì cũng hơi kỳ đúng không? Tại vì mình còn cái bèo kinh ti kia. Rồi, trở lại vấn đề ha. Nghiêm túc thì mà nói á, thì con Novox này đáng hit hơn. Nhưng mà không tha hang này được. Ok, vậy đi. Này ở đây, hai này ở đây đi. Được không? Mình hit xong mình mới nhận ra là nếu mà mình sai là mình hit đất á. À, mình làm cho biên chát á. Nghiêm túc mà nói thì hai thằng này semi được. Con này limit luôn. Kiểu như là Rito. Các bạn biết là ngày xưa những cái con mà Rito bằng tất cả material này rất là mạnh. Mình đi mình khùng luôn. Cho nên là hiện tại đang để đây ha. Novox, Saphira, Barrier sẽ nằm ở đây. Ok. Cái tiếp theo mà mình sẽ hit ở đoạn này là Kirin. Những con Kirin này nó boost được. Nhưng mà vấn đề là khi mà mình hit ba kẹt này rồi thì hit thêm Kirin nữa thì có vẻ hơi nặng không? Ok, trở lại ha, trở lại vấn đề ha. Giờ mình còn con Kirin. Con Kirin này á, nó cung cấp giống như các bạn hiểu là cái nó cho các bạn né hiệu ứng bắn một con fire là quyết mà. Thì chắc là mình sẽ không hit cái này đâu. Mình nghĩ là mình sẽ không hit cái này. Tại vì thật ra nếu mà để ba này không thì deck này cũng đủ chết rồi. Không cần phải hit nữa. Còn cái đống gì mà tuần này cần phải hit không ta? Chắc là nếu như meta thì như đây thôi đó. Như đây là nhiều lắm rồi đó. 5, 6, 3, tính ra ba càng này nè là ba càng định hình cái meta này luôn. Khi mà các bạn hit ba cạc này chắc chắn cái meta lửa gần như sẽ kết thúc. Nó sẽ chừa cho những cái meta mới. Infernal Snake Eye vẫn còn sống ổn không anh? Hello Thiên Phúc nha. Thì trả lời cho câu hỏi Snake Eye có ổn không? Mới nằm dưới này nè. Đây, nằm dưới này nè. Nó nằm trong khu order bé tí, nằm trong khu này nè. Ok, nghe chị em đi, mọi người cho xin một like đi, mọi người cho xin một like đi, nhé.
thank you mọi người. Thank you, thank you. Rồi. Đây là hit. Bây giờ mình tới thả nè. Thường cái chuyên mục này là cái kênh này nó ra nhiều đề xuất lắm. Hit thì không biết hit cái gì nhưng mà thả là biết thả cái gì mà chưa từng ra đó, hiểu không? Rồi, cái thả đầu tiên. Cái thả đầu tiên thì bây giờ chúng ta nhìn vô cái playlist này thì các bạn thấy là nó mới thả hai cái gì không? Phải không? Thằng này thì không biết à. Thả Redox nè. Thiếu gì phải không? Đúng rồi, thả sai đồ. Thả cho đủ. Con Kirin Medellum giờ không có ai hy vọng được thả à. Cái người hy vọng đang được thả thì đang ở trên sân bay. Còn nhắc tới Kirin thì một tin là Kirin được thả ba ở bên AE á các bạn. Còn mắt AE á. Còn cái... Ok. Cho Kirin luôn. Kirin Medellum gọi là cái gì? Nó là Magic Spectre khi đi đúng không? Ờ. Thả đi cho con dân nó mừng. Ba này chưa biết, ba này chưa biết ba cái gì nha. Ba này chưa biết ba cái gì. Ờ, thả thì đây hai đứa này mình sẽ để trong đây, đó là được thả ra nè. Kirin thả được. Hay bên, nếu các bạn để ý Masadu á, nó thả hết rồi. Nó thả hết 12 con rồng ra rồi. Xin lỗi. Nó thả hết 12 con rồng ra rồi. Và chả làm gì hết. Không có gì hết. Con Dynamondo là con Link 2 à. Thả Sprite Elf à. Thả tượng gió. Đó đó đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Đã vô cái kênh này mà tới cái mục mà thả. Toàn thả những thứ mình chơi không mà, đúng không? Toàn thả mấy thứ mình chơi không mà. Kênh này vậy á. Cho nên là các bạn nào mà muốn thả gì thả, thả like trước đi rồi muốn like thì làm. Ok. Từ ban á, thật ra tới bây giờ từ ban ra thì mình giờ không nghĩ là cái gì trong này nó thả được. Cái thứ mình không muốn thả nó nằm ở đây rồi nè. Cái thứ mình không muốn thả là nó đây 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 đây, đây con Yves này. Mặc dù tôi biết là con Yves này giờ không làm gì hết nha. Meta này là meta của lửa nha. Nhưng mà meta của lửa mà hết á là con này khả năng lên nè. Đúng không? Hot Red Calamity. À, tính ra là những cái deck mà theo kiểu như là tính ra là con tụi Centurion mất con này là mất tích luôn nè. Do là tụi này mạnh quá này. Còn Sprite F hả? Tôi cũng muốn thả lắm cơ. Tôi cũng muốn thả lắm cơ. Nhưng mà không được cơ. Nha. Nha. Nói vậy đi. Rồi. Trong đám này thì Astrograph Emergency vẫn đã Rescue A ở dưới. Rescue A bị hit này nặng quá nè. Thấy không? TC bị hit cái này nặng quá mình nói rồi. ABC Tom thả ra. Tính ra là hiện tại là nếu mà dựa trên ban list của các khu vực khác, ví dụ như là TCG hoặc là Masadu á, chưa thấy có gì đặc biệt mà cần được thả. Tại thường là OCG đi trước không? TCG thì chắc chưa tới đâu. Union Cari Dick Big Bang. Tôi sẽ không nói cái tên của mấy con đó ha. Những con khác sẽ được khóc thuê. Nè đây đây, để tôi kể cho các bạn danh sách những con khóc thuê nè. Đó, đầu tiên
Master B. Con này mà không khóc thuê là không không được, thấy không? Mình có chuồng gió nè, thấy không? Mình có rồi đây là hai con này, hai con chính nè. Xong rồi thường là sẽ thêm mấy con, ví dụ như Union Carrier. Xong mình thêm gì à, rồi mình thêm tượng gió. Năm diễn viên chính lúc nào cũng xuất hiện nha các bạn, lead reduction của cái kênh này á. Kiểu cô nương theo một con game mà. Này hay nè. Này hay nè. Ban lead reduction này đúng ý tôi nè. Nhưng mà không dám thả mà. Ôi ôi, nó mà để đây, nó mà để đây, mà nó để đây thì nó mạnh quá, nhưng thôi. Thôi, mình không dám đâu. Thả Mystic Mind. Ôi, biết Mystic Mind là thằng nào vui nhất không? Này nè. Đúng rồi, này nè. Cái thằng hay đi sâu này nè, cái thằng hay đi sâu cho Battle Fight này nè. Thằng này thằng vui nhất luôn. Hợp đại dàn ba con mon ra, tao đập Mystic Mind xuống đồ chơi luôn. Là nó mạnh hơn ba cái, nó có ba cái feel này là đủ mạnh rồi nè. Ba cái feel này là cho tụi này nó không, nó un-effect trong, un-effect bởi activate monster effect trong phim 1. Là nó quay mình không cản được. Đó, nó có cái feel này rồi. Giờ nó trong Mystic Mind thả một cái là tụi nhóm tưởng tượng luôn nha. Ghê lắm. Không, thật ra mình đang trả lời cho các bạn lý do tại sao nó không được thả một cách rất là nghiêm túc. Là có lý do tại sao nó không nên thả. Còn chuyện Konami thả không thả kệ bà đó chứ. Mà nó bán Konami đâu. Buồn ghê chứ. Tôi mà Konami thì tôi đã ra thêm support mới cho Infernoid. Tôi ra một con Link 2 Infernoid. Đúng không? Tôi ra cái, tôi đã cho cái tôi đã không ra cái con bóng bùi lớn này để chỉ Infernoid sử dụng sách ai thôi. Chứ cái gì mà thả cái con ra, ra một cái con, ra bóng cái con mà từ giờ tất cả mọi người đều xài. Infernoid không còn là mạnh nhất nữa. Mystic Mind bây giờ còn nhiều trò hơn nhiều. Thiệt. Biết sao, 3 Metaverse rồi. Ừ, cái thằng Metaverse nó 3 rồi. Đây. Đây 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 các bạn, cho các bạn nào chưa biết, này thả rồi, thả ba rồi. Đây nè, take one few spell from your deck. Either activate it or add it to your hand, này thả rồi. Rồi các bạn biết gì không, các bạn biết là bây giờ mình còn trò gì không, mình còn trò này nè. Đây 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 đây, mình còn trò này nè, đó. Target 1 non 1 cháp, Injumon and Grave, dạ, khi sử dụng phép become effect, đó, copy. Bạn nít con này tỉ với màu chi nữa cây, kích một normal chap trong đấy, target một normal chap, activate it. Target metaverse với mộ, copy metaverse với mộ, cắm với Mystic Mind. Không, đừng như vậy nha. Tôi mà là Konami, tôi có mấy hết mình nước ngọt à. Không nha, nha, cho nên là đừng. Chap này mạnh lắm, nó ra mức, nó là cái chap mạnh hơn này nè, cho nên nó không thả mấy kẹt cũ được đâu. Nó sẽ ra những cái kẹt mà gần gần Mystic Mind nhưng không phải Mystic Mind đâu. Bên tôi đi nha, đừng hoài niệm như Mystic Mind nữa. Có một cái mà mình đang nghĩ nó sẽ hợp lý để được thả. Cái này không ta, suy nghĩ thử xem. Không, cũng không hợp lý lắm đâu. Bây giờ Konami có muốn cho tụi này quay lại không? Các bạn nghĩ sao? Đây đây đây, để mình để cái này qua đây nè. Các bạn nhìn thấy con mình chỉ. Đây, mình sẽ để đây. Cái con này cho cái engine Adventurer hoặc là Brave Token á, Adventurer Token quay trở lại không? Các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ sao về cái biệt thả này? Hiện tại thì
Royal Artemisia đăng 2. Cái Water Enchantress thì con Water Enchantress này đăng 3. Các bạn nghĩ là cái con Griffin Rider này thả được không? Mình thì mình thấy là ở một trong một số trường hợp nếu như nó quay lại thật thì nếu như mà con nó này được thả thì chắc chắn cái engine này sẽ được xài lại luôn. Thả chơi chung Snake Eye mệt lắm. Đâu? Tính ra là Snake Eye á 80-90% mà phải normal. Chỉ trừ trường hợp các bạn cầm sẵn Bonfire nè, các bạn cầm sẵn One for One thì các bạn mất không normal thôi. Mà mất body nữa mà thua rồi. Thả cốc răng 2, thả hao thôi đừng. Tuner nó thả rồi thì đừng có chi, hiểu không? Tính ra đây, đây cũng là một trong những cái nhân vật được nhắc tới trong mỗi kỳ Blitz. Thả hao kia pha rác đi, thả kia pha rác đi. Thế tôi thả luôn xâm sò đúng không? Không nhé, nha. Thả cốc răng 2. Cốc răng 2 thì cái vấn đề gì nè, cốc răng 2 mà cốc xài thì không nói, hiểu không? Hiểu không tiểu cô nương? Kiểu như là cốc mà xài cho cốc, ok, không vấn đề. Bỗng dưng có một con răng 4 nào đó lôi con răng 3 trở xuống exit ra. Vô tình level 4. Cái con đó là gì ta? Cái gì? Tôi quên tên rồi, các bạn nhắc cho tôi nhớ cái con shark gì đó. À đúng rồi, đây. May quá còn nhớ. Đây. Con này còn tồn tại. Con này còn tồn tại làm sao mà con cốc nó ra được. Đây 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 đây. À bé Na nè. Đó, cũng nhân vật tiếp theo. Thả toàn là Konami sinh ra vấn đề bán giải pháp xong không giải quyết được giải pháp thì giải quyết luôn vấn đề. Đó, kiểu kiểu đó, những con không giải quyết được. Biết đâu bé Na được thả xong Phượng và Anh Long quay lại không? Bây giờ giả thiết ha. Giả thiết là Anaconda trở lại đi. Giả thiết ha, giả thiết. Thế các bạn có tưởng tượng được rằng Voilet lên được Snake Eye không? À Voilet lên được Enforcer không? Cái con nó không được đánh ha. Các bạn không đánh được ha. Ừ. Voilet lên được Enforcer. Snake Eye lên được không? Được. Giờ mới nghĩ tới à. Tự nhiên giờ các bạn để ý là tất cả các deck này đang làm top tier meta này có được chiếc không? Có được streak nào không? Này rồi sức gì? Này rồi sức gì? Này rồi sức gì? Này rồi sức chỗ nào? Hồi đó nó mấy cái deck chơi nó còn không có restrict cơ. À nó restrict nó còn nặng, còn gọi là nó còn bó bó chút xíu, gọi là bó nhưng không bó nhưng cũng bó chút xíu cơ. Travis cây nó còn không lên được này cơ. À không, cũng lên được đó chứ. Nhưng mà khó. Còn này được sức gì? Alo. Này được sức gì? Các bạn biết là tụi này nó đẻ một đống không? Nó dư sẵn, nó dư để nó lên IP xong rồi nó mới đè lên công chúa đẻ xuống lên liên 4. Xong rồi nó còn dư cả hai body. Rồi xong rồi con ra. Thôi ba là đúng nha. À S0 à. Huy ơi, Nguyễn Huy thân mến. Thả S0. Game này không thiếu những con Calamity nha. Cho nên mình không cần thêm các bạn chơi Calamity nữa. Ê, nói thiệt luôn á. Giờ, nói thiệt đó là mình đi ra các shop á. Thì người ta lúc nào cũng nói Yu-Gi-Oh là game một người chơi á. Xong rồi, ô game này hai người mà, game này hai người chơi mà. Xong rồi kênh chat của tôi ra những option một người chơi không vậy?
Nè, nhìn đi. Hả không? Hả cốc. Hả hả Union Carrier đi lóc. Hả gì nữa? Hả elf để hỗ trợ cho chuyện lóc. Hả tượng gió. Sao mọi người toàn nghĩ là những trường hợp mà toàn là chân mình không vậy? Thì lần trước là Gandora thả ba này, Raptor thả ba này, Diagram thả ba này, Flu thả ba này, thả rồi nhá, không nói nữa đâu nhá, không có thả tượng gió nữa đâu nhá. Engage ba này đó, ai thích chơi Sky Striker thì đó, nó đó, mình có thể thả được cái Elixir ba quay trở lại được, Rescue A Elixir này ba được. Lý do là tại vì thật ra là Rescue A giờ cái có quan trọng là limit được cái emergency là mạnh rồi, đúng không? Đất quân vẫn có thể ba được này, thả ba được này, Gisu thả ba được, mặc dù hai hôm cái gì ba lít rồi nó chưa thả. Đây là ba càng mình nghĩ thả được, không tác động được với meta nhiều, không cho nó quay trở lại nhiều. Token Sky ba quen mua đi. Token Sky ba thì mua cái bell kia Hornet Drone hả? Hornet Drone hả? Không thả đâu. Hornet Drone không thả, không có button này không thả. Quay chừng nào quay button này hả? Time Seal X3. Giant Tunet X3. Đó mấy người này toàn cái gì đâu không nè. Giant Tunet X3 là ông biết ông tái chế được cái gì không? Alo. Bạn ơi. Chị em. Biết Giant Tunet làm được gì không? Giant Tunet thả này về đây. Đây tôi chỉ cho các bạn. Đây. Một Aki Time nào đó gắn Monster làm cân Unit Bell. Nó gắn xong nó dùng Chai Junet thả này về. Tôi thả về tay thôi best hole. Tự nhiên Chai Junet trong kẹt phi. Sao thấy không? Đại tá chế U mới chứ làm gì đâu. Thì bên đây cũng tôi tá chế con bốc la của tôi có làm gì đâu. Đúng không? Thôi chắc không thả vì nó dám đụng vào con gián Konami. Cô đang 2 thì mình nghĩ 2 là con số ok rồi, chắc cũng không xoay chuyển gì đâu. Time Seal X3 không có. Time Seal hả? Ừ, tính ra là Time Seal là kẹt cũ rít cũ rơ rồi, thả thì được á, nhưng mà không biết sao Konami vẫn để một. Cái này là Konami tùy Konami nha. Tại vì thật ra là TCG làm rồi á, TCG làm rồi, Time Seal 3 rồi, nhà không có làm gì hết á. Tại vì nó chậm lắm, các bạn hiểu không? Các bạn. Trừ khi quên. Bên đây có gì? Bên đây có Chai Sơn Đô Bác. Bên đây có Beatrice. Rồi, tôi hiểu rồi. Bên đây có Curious. Hiểu không? Send cho sơn bắt xuống, send Time Seal xuống, Banish ra để lock cái raw phay. Mà mình thôi chi ta, mình send cái kia, mình send cái Mayakashi luôn rồi mình không cho ọc chơi luôn thì nó hay hơn đúng không? Nhưng send Time Seal chi xong mình lại 7749 combo giật khen thì cũng mệt lắm. Time Seal thả được, vấn đề là Konami không thích thả mới kỳ chứ. Elixir chắc cũng không thả sớm gì đâu. Time Seal đi. Mình để Time Seal đi. Knock Worm Gisu. Hai này chắc chắn thả được. Còn chuyện Konami thả hay không biết. Melee còn bị hit không? Melee đang 1. Melee đang 1, Instant Fusion đang 1. Bên Masadu là ban rồi. Ban lâu rồi. Còn melee bên OC thì vẫn 1. Đây. In xì tăng du phu dành. Đây, Insta Fusion đây.
nó ra một. Mình không nghĩ nó sẽ 2 hoặc 3 đâu, 2 hoặc 3, mình cũng không nghĩ nó sẽ 3 đâu, tại cũng chưa gì quá đáng. Biết tại sao Instant Fusion của TCG của Barcelona bị ban không? Vị này nè. Đó. Cả hai không thể cùng tồn tại trong cùng một format, ok chưa? Vị này nè mà mất Instant Fusion ấy. Free Griffon. Thì anh cũng đang nghĩ tới, mình cũng đang nghĩ tới có Griffon. Cũng đang nghĩ tới Griffon. Nhưng mà Konami có muốn thả hay không thì không biết nha. X3 Exodia mỗi bộ phận. Chê gì? Brick. Brick hay gì? Brick hay gì? Thật ra cái này nó nằm biểu tượng rồi. Konami sẽ không đụng cái này đâu. Konami mà đụng thiệt á là Dead Brick à. Cũng xài một thôi. Nhưng mà nó xài xài tỷ lệ khác. Kiểu như cái khúc này một thì cái đầu nó hai kiểu vậy. Cho nên là mình nghĩ là cái này nó mang tính biểu trưng hơn là mang tính game. Cái này mang tính gọi là gì à? Nó là biểu tượng của Yu-Gi-Oh hơn là một thôi. Chỉ có một chân, một tay, một chân á lộn nhầm. Một chân trái, một chân phải, một tay trái, một tay phải và một cái đầu. Còn mảnh thứ sáu mấy người muốn tìm thì kệ gì kệ mấy người nha. Đó, lúc đó thành Phật luôn này đó. Ba đầu sáu tay, 12 chân hay gì đó, kiểu. Thôi thì mình cứ để nó vậy đi, tại vì thật ra nó thả ra cái Akitai mà Exodia sắp ra đấy. Thì các bạn có thể gắn 5 mảnh vô Kanti Spell đó cho con Exodia bằng 10.000 attack. Đấm. Đó. Xong rồi hình như mình có con Miss Valley level 5 thì phải. Đây nè. Đây, xong mình có Miss Bali Executor nè, qua tên sau ban cái cháp ban Transition Robot để copy cái cháp normal trong tên đối thủ. Xong normal con này. Xong là effect khi con này được normal thì tên tại bộ phép up bêu cháp kẹt trên sân về hen. Xong 5 công ty, 5 bêu, 5 cái mảnh Exodia, 5 công ty về tay. Win. Từng có một cái combo YouTube này rồi. Combo YouTube này rồi, có rồi. Konami toàn ban kẻ tạo ra nó thay vì ban nó. Dạ. Thật ra là Konami OCG ha, Konami TCG đều còn tẹt hơn chút xíu. Còn thả thì yeah, tới đây thôi. Vậy là mình tổng cộng bao nhiêu cạc ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11 cạc. Hơi nhiều cho một ba lít rồi đó. Vừa đủ cho một ba lít rồi. Hả thêm gì nữa thì mình không biết, thật ra mình không cấm. Mình không cấm gì trên này hết. Cái ứng cử viên cấm được là con bóp la. Ứng cử viên á, ứng cử viên cho vị trí bị cấm là con bóp la. Và mình chủ yếu là mình đang xử lý tất cả các deck đang trong meta này. Mình không đụng ra đệt, mình không đụng mắt mắt. Mà giờ mình rất muốn đụng mắt mắt nhưng mà không đụng được. Mình không đụng Chimera, mình không đụng Runic, mình không đụng Centurion, mình không đụng chim, không đụng Sala, không đụng Sky, không đụng Melodious Supreme King. Đây bạn nào à, không bạn nghĩ rồi. Đây bạn nào muốn Supreme King Melodious thì các bạn lựa chọn trên đây Supreme King Melodious là cái deck Pendulum xong ra chi ra Melodious đó. Enchain, Thunder Dragon, Dinosaur, Rhydon, Ray Raptor, Grass, Ray Raptor. Đây bọc thậm chí là có Super Heavy Samurai Adventurer Synchron nè. Cho nên nếu mà thả Griffon ở đây thì mấy cái deck mà boost up nó bị mạnh. Thì thật ra là mình lại không muốn cho tụi này mạnh lên. Cho nó là một engine tạo khi level 4 được rồi chứ đừng cho
chứ đừng cho biến nó trở thành một engine một kẹt một nề gây. Bên OC thì mình còn có maxi cản của nó. Thật ra bên OC, bên TC thì nó lại ít, cái nó hơi nghịch lý đúng không? Nhưng mà thôi chắc mình cũng để nó vậy đi. Ban Hảo không có stream rồi. Ban lại. Hợp lý, hợp lý. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Tới giờ rồi à, tới giờ rồi. Cho nên là mình nghĩ là chắc là 3 lít ở đây, tới đây là ổn rồi. Không biết là con này mình sẽ cắm cái gì. Ứng cử viên thì chắc chắn là Snake Eye. Snake Eye Poplar. Snake Eye Poplar sẽ cắm. Thường là nếu mà khả năng cao nhất là cắm con này. Để nó quay lại cái thời điểm Snake Eye trước. Thì lúc đó hai con này thả vẫn được. Vậy ha. Rồi. Nếu không bảy không có làng. Rồi, vậy tức ok, vậy đó là cái ballet prediction của mùa này. Thì nó sẽ bao gồm những card sau. Limit sẽ là Wanted Super Spoil, bản thân Devil Star và Snake Eye Poplar. Low hay còn gọi là Novox của Bullet Boy. Tidal Dragon Ruler, Majestic Factor Kidin là hai cái được thả đẹp ở limit. Semi limit sẽ bao gồm Saphira level 6, Saphira Volusboy, Volusboy Barrier semi. Unlimited sẽ là Time Seal, Supreme King, Dragon Dog Boom và Gersu. Ok mấy này. Đó, và đó là cái Blitz Prediction. Rồi.